Đổi chuồng. Sao mình không lợp cả hai chuồng bằng mái rơm cho mát? Có một ít rơm, không đủ lợp cả hai chuồng, nên thôi đành lợp một chuồng bằng rơm, một chuồng bằng tấm lợp. Trâu phải đi cày nhiều sẽ nóng, thôi thì cho trâu vào chuồng mái rơm cho mát, bò vào chuồng tấm lợp. Rõ ràng chuồng mái rơm mát hơn, mình phải tìm cách vào chuồng lợp mái rơm mới được. Bác Trâu ơi, da tôi hay bị nóng, bác đổi cho tôi sang chuồng mái rơm được không? Dù sao cũng hàng xóm với nhau, bác ưu tiên tôi với. Vâng, thầy bác cứ vào chuồng mái rơm đi, tôi sang chuồng bên kia cũng được. Mình ơi, xã vừa thông báo, gay go quá, bão sắp về tới nơi rồi, cứ tưởng tuần sau bão mới về cơ mà. Gấp rồi, xã mình rơi vào trung tâm bão, bão lớn lắm. Đề nghị mọi người phải sơ tán khỏi địa phương. Phải sơ tán mấy ngày hả mình? Sơ tán 3 ngày là bão tan thôi. Thế còn trâu với bò nhà mình? Làm sao mà mang trâu với bò theo được? Tôi đã lấy đủ cỏ để sẵn ở hai chuồng rồi, không lo đâu. Thế nhưng mà chuồng lợp bằng rơm hơi yếu, e rằng bão sẽ thổi bay mất máy. Hơn nữa chuồng nằm phía ngoài, không biết là có chịu được bão không. Mình sợ nó sập à. Nhưng giờ cũng biết làm thế nào đâu. Thôi, nhanh nhanh mà chạy đi kẻo không kịp. Trời ơi, chuồng mái rơm của mình có thể bị sập sao? Bác Trâu ơi, tôi thấy mấy bữa nay bác bận đi cày nhiều cũng vất vả. Thôi đổi cho bác sang chuồng mái rơm cho mát. Tôi chịu nóng quen rồi. Thôi tôi nhường bác bên chuồng đó. Tôi không sao đâu. Thôi mà, tôi tranh cái chuồng mát của bác tôi áy náy lắm. Thôi bác đổi lại cho tôi yên lòng. Vâng, thế thôi tôi sang cũng được. Lúc nào bác nóng quá thì cứ nói tôi đổi lại cho nhé. Bà buộc chuồng thật chắc vào. Chứ không bảo to sợ trâu bò sống chuồng chạy đi mất. Tôi biết rồi, nhanh tay lên mà còn đi kẻo bảo về. Ồ, bảo về sao? Mình đã ở trong chuồng chắc chắn rồi, nên cứ yên tâm thôi. Nước ở đâu thế này? Trời ơi, lũ về rồi sao? Lũ về, trời ơi, làm sao bây giờ? Thế này thì tôi chết mất thôi. Phải tìm cách ra khỏi đây thôi. Bác Trâu ơi, cứu tôi với. Bác Trâu ơi, cứu tôi với. Trời ơi, bác bò đang bị nhốt trong chuồng. Nước mà dâng cao nữa thì chết mất thôi. Bác bò, bác cứ yên tâm, tôi sẽ giúp bác ra khỏi chuồng. Bác Trâu, vì cứu tôi mà bác bị thương kìa. Cứu được bác là tốt lắm rồi, bị thương có chút xíu nhầm nho gì. Tôi cảm ơn bác nhiều lắm, nếu không có bác thì chắc tôi chết. Hàng xóm với nhau, giúp đỡ nhau là đương nhiên rồi. Bác đừng khách sáo. Đáng xấu hổ, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà không màng đến tình nghĩa. Mình phải thay đổi để xứng đáng với một bác hàng xóm tốt bụng như bác Trâu. Người cha thật sự. Đi đi, chồng cô đã cầm ngôi nhà này để đánh bạc và thua sạch rồi. Giờ hắn trốn ở đâu không biết. Từ giờ ngôi nhà này là của tôi. Mẹ con cô không được sống ở đây nữa. Đi nhanh lên. Mẹ, mẹ ơi, giờ chúng ta đi đâu? Mẹ ơi, chúng ta đi đâu bây giờ? Nhà mình cũng bị mất rồi. Mẹ ơi, ba bỏ trốn rồi ư? Không sao đâu hai con à.
Nhất định ngoại ở trên trời sẽ phù hộ độ trì cho ba mẹ con mình tìm được chốn nương thân mà. Cô Lành, có phải mẹ con cô Lành không? Sao lại ra đây ngồi thế này? Dạ, nhà em, mẹ con em giờ không có nơi nào để về nữa bác ạ. À, nếu không chê, chị có thể mang hai cháu đến nhà tôi trú tạm. Tôi ở một mình, không có phiền hà chi đâu. Cảm ơn anh, nhưng như vậy e như không tiện cho lắm. Sợ mọi người dị nghị, anh lại khó xử. Có gì mà khó xử chứ, tôi ở một mình thì lo gì người ta dị nghị. Thôi, cô và hai cháu cứ về nhà tôi, mọi chuyện để mai tính tiếp. Các cháu đang buồn ngủ lắm rồi đấy. Hai năm sau. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ tụi con mà đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hai con à, mẹ nghĩ mẹ không qua khỏi được. Hai con nhớ phải nghe lời ba, phải có hiếu, phụng dưỡng ba chu đáo, nghe chưa? Anh à, cảm ơn anh thời gian qua đã cưu mang ba mẹ con em, mặc cho những lời dị nghị của mọi người xung quanh. Anh có thể thay mặt em chăm lo cho hai đứa nhỏ này được không? Từ khi chúng sinh ra, chúng đã quá thiệt thòi rồi. Có anh, em có thể yên tâm ra đi được rồi. Được rồi, anh hứa. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi. Con à, chiếc đèn này bị hỏng nặng rồi. Để mai ba mua cho con chiếc khác nhé. Không cần đâu ba ơi, ba cứ để dành tiền tiêu cho việc khác. Con thắp nến học bài cũng được mà. Không được, ba không thể để cho con thắp nến học bài vào đêm tối được. Hãy mắc lắm. Ba ơi, ba ơi, con đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi. Con đạt giải nhất rồi sao? Đây, ba nhìn đi, con nhận được giấy khen và phần thưởng nữa nè. Ừ, đúng rồi, đúng là con rồi. Con đạt giải nhất rồi. Ôi, con của ba giỏi quá. Thằng Hùng nhà tôi đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh đấy. Mọi người nhìn này, con trai của tôi đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh rồi nè. Ui, con trai anh giỏi thật. Ừ, giỏi thật đấy. Giỏi cũng có phải là con ruột của anh đâu chứ. Đúng là... Sao lại nói quá đáng thế chứ? Thắng ơi, Hanh ơi, các con của tôi đâu rồi? Là ba, ba về rồi đây. Ba ư? Đúng vậy, ba đã trở về với hai con. Ba đến đón hai con đây. Trước đây ba có lỗi với hai đứa khi bỏ đi mà không nói gì. Giờ ba về rồi nè, hai con về với ba nhé. Ông không phải ba tôi, đây mới là ba tôi. Anh Hùng này, tôi biết anh đã vất vả nuôi dưỡng hai cháu nên người. Nhưng giờ tôi đã về rồi, tôi xin anh nói giúp với hai cháu một câu. Về với tôi để cha con được đoàn tụ. Chào ba, chúng con mới đi học về. Hai con mới tan học đấy hả? Có mệt lắm không? Học hành có vất vả không con? Hai con, lại đây nghe ba nói nè. Hai con à, ba rất vui vì quãng thời gian qua được sống với hai đứa. Nhưng giờ, người ba thật sự của hai đứa đã về rồi. Ba nghĩ hai con nên quay về với ba của hai con. Người ta vẫn nói chim có tổ, người có tông mà. Hai con nghe ba, vào nhà sắp xếp quần áo rồi về với ba con đi. Con không thích về. Đúng, con chỉ thích ở với ba thôi. Hai con nói như vậy là không được. Dù sao, ba cũng chỉ là ba nuôi thôi. Hai con phải quay về với ba đẻ để đền đáp công sinh thành cho ông ấy chứ. Nào hai đứa, vào sắp xếp đồ đi. Nội đang đợi hai con ở nhà đấy. Thôi, vào xếp đồ đi con. Chú đã ăn cơm đấy à? Nhà nấu nhiều canh quá, mang sang cho chú một bát đây. Chị Loan đấy à? Khổ, tưởng được sung sướng như hai đứa trẻ, ai ngờ. Đấy, tôi đã nói với chú rồi, chú cứ nuôi con của Tu Hú làm gì? Giờ chú thấy thấm chưa? Nuôi chúng bao năm qua, lẽ ra giờ là lúc chú được nghỉ ngơi rồi. Vậy mà giờ lại cô độc ăn cơm một mình thế này đây. Ba ơi, đèn con lại bị hỏng rồi. Để đấy bà thay cho. Ôi, mình thật là lẩn thẩn. Bọn trẻ chúng đâu còn ở đây nữa chứ. Nhưng sao đâu đâu mình cũng nghe thấy giọng của chúng thế này. Ba
Ba ơi, rót con cốc nước. Ừ, đợi ba chút. Tại mình nhớ tụi nhỏ quá mà. Ba ơi. Đầu đầu cũng nghe thấy giọng của lũ trẻ thôi. Ba ơi, tụi con về rồi này. Con về với ba rồi đây. Các con, ba có nằm mơ không đi? Không, ba không nằm mơ. Tụi con đã trở về với ba rồi đây. Các con, thế còn ba đẻ của các con? Thế này không được đâu. Các con mau về, kẻo ông ấy lại mong. Ba, chúng con nghĩ kỹ rồi. Chúng con sẽ không bao giờ rời xa ba nữa đâu. Dù ba với chúng con không phải máu mủ, nhưng những gì ba đã làm cho chúng con còn hơn cả một bậc sinh thành. Ba ơi, chúng con suốt đời là con của ba. Đúng đấy ba ạ. Ôi, hai con của tôi đã thực sự trưởng thành rồi. Người tiều phu hóa nai. Mẹ cố gắng lên, hy vọng hôm nay chồng con sẽ lấy được thuốc về, rồi mẹ sẽ khỏe lại nhanh thôi. Thôi, mẹ chẳng hy vọng gì đâu. Con bảo nó đừng mất công nữa, cứ chuẩn bị hậu sự cho mẹ đi. Thầy thuốc cũng ác lắm cơ. Biết là sữa nai khó kiếm hơn cả mọ kim đáy bể, vậy mà còn nói bệnh của mẹ cần sữa nai mới có thể khỏi được. Kìa mẹ, thì đã từng có một người được cứu sống nhờ sữa nai thật mà. Đây là người ta may mắn gặp con nai đang cho con bú bị đau chân, chứ bình thường thì lấy đâu ra. Chỉ khổ thân chồng con, ngày nào cũng lên rừng đó vất vả. Hôm nay cũng thế, tối rồi mà vẫn chưa về. À, cha về, cha về, cha về. Mình về rồi à, thế nào rồi? Vẫn không được, bọn nai tinh lắm, đã khó tìm, lại cứ thấy bóng người là bỏ chạy. Mình lại vất vả rồi. Vất vả đến mấy tôi cũng chịu được. Tôi chỉ sợ bệnh mẹ nặng lên không chờ được thôi. Mai tôi phải đi xa hơn nữa vậy. Thôi, tôi vào với mẹ đã. Trời ơi, lại không được rồi. Cứ thế này thì làm sao mẹ khỏi bệnh được đây? Mẹ mà có mệnh hệ nào thì... Hỡi chàng trai hiếu thảo, có phải con đang tìm sữa nai về chữa bệnh cho mẹ không? Ờ, vâng. Nhưng ông là ai? Sao ông... Ta là tiên của rừng này. Thấy con ngoan ngoãn hiếu thảo, ta sẽ giúp đỡ. Muốn tiếp cận loài nai để lấy sữa, con phải mang lốt nai thì mới tới được gần. Hãy khoác cái này lên người đi. Mẹ, mẹ uống sữa nai đi ạ. Ồ, thật kỳ lạ. Mẹ bỗng thấy tỉnh táo hẳn ra, cơn đau trong người cũng dịu lại, cứ như không có bệnh tật gì ấy. Tuyệt quá. Vậy ngày nào con cũng đi lấy sữa nai cho mẹ khỏi bệnh thì thôi. Cảm ơn con. Con đúng là đứa con có hiếu. Ơ kìa mẹ, sao mẹ không vào nhà nghỉ? Ra ngoài thế này nhỡ bệnh nặng hơn thì sao ạ? Thầy Lan vừa ghé qua khám lại, nói mẹ đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi. Thật à? Tuyệt quá. Chồng con về chắc mừng lắm. Ừ, nhưng mẹ đang lo quá. Chồng con đi lấy sữa từ hôm qua đến giờ không về. Có bao giờ nó đi lâu đến vậy đâu. Vâng, con cũng nóng hết cả ruột đây. Không biết có chuyện gì không? May quá. Vậy là mẹ đã khỏi hoàn toàn rồi, không cần đến sữa nai nữa. Còn mình, giờ cũng không thể sống cùng mọi người được. Đeo nốt nai lâu quá nên mình đã hóa thành nai, đâu còn là con người nữa. Tạm biệt mẹ và gia đình, mong mọi người ở lại khỏe mạnh. Nhiều năm sau, con đi rừng cẩn thận nhé. Nhớ đừng về tối quá, đường rừng nguy hiểm lắm. Dạ mẹ yên tâm, con đi đây. Tội nghiệp thằng bé, nhà có mỗi nó là đàn ông, bao nhiêu việc nặng việc nhẹ đều đến tay nó hết.
Giá trước đây cha nó không bỏ lên rừng biệt tích thì nó cũng không đến nỗi phải vất vả sớm đến vậy. Ngày nào thú dữ cũng đến phá làng sớm, đã thế trời đất lại mưa nắng thất thường, lúc khô hạn, lúc lụt lội, cứ thế này rồi dân làng sống sao nổi đây. Con trai! Ủa, một con nai biết nói ư? Nhưng sao lại gọi ta là con trai? Là cha của con đi. Do mang lốt nai lâu quá nên cha đã hóa thành nai, không thể trở về làm người bình thường được, cho nên cha mới phải bỏ làng bán, bỏ gia đình vào rừng. Là cha thật ư? Con nhớ cha quá. Cha biết, cha còn biết gia đình mình và dân làng đang chịu nạn thiên tai và thú dữ. Đất ấy giờ bị động rồi, con về bảo mọi người chuyển ra chỗ khác, làng mới mà sinh sống làm ăn. Thật ư? Nhưng chuyển làng thì chuyển đi đâu ạ? Cha cho con chiếc gạt này, con hãy buộc dây mà kéo về. Đến chỗ nào mà gạt vướng không đi được nữa thì hãy gọi mọi người tới khai khẩm làm ăn, về sau sẽ khá giả. Cha! Cha! Người con trai ấy sau khi làm theo lời cha, quả nhiên đã giúp dân làng khai phá được một vùng đất mới vô cùng trù phú. Người đời biết ơn người tiều phu hóa nai nọ đã trang trọng gọi người là Lộc Giác Chân Nhân. Báo tường và chiếc tẩy nghịch ngợm. Tôi đã bảo bông hoa này cậu phải tô màu đỏ, sao cậu lại tô màu tím thế này? Sai hết cả rồi. Tớ quên mất, để tớ tô lại. Tớ đã bảo ngay từ đầu rồi, thế mà vẫn quên. Thôi, cậu tránh sang một bên đi. Thôi nào, chúng mình là một nhóm mà, cùng làm báo tường với nhau sao lại cãi nhau thế? Cậu thì hay ho lắm. Bức tường này tớ đã bảo cậu tô màu nâu, sao lại tô màu vàng thế này? Cậu tô sai hết cả rồi. Nhưng bức tường của trường mình màu vàng mà. Màu vàng tô ở chỗ này không hợp. Cậu xem, nhìn có chói chang không chứ? Tớ bảo tô thế nào thì các cậu cứ tô thế đi. Trong các cậu có ai từng học vẽ từ 5 tuổi như tớ không mà. Thôi, tờ báo tường này để tớ vẽ một mình đi. Các cậu cứ ngồi chơi rồi chờ nhận điểm 10 là được. Nhưng cô bảo phải làm nhóm mà. Tớ làm một mình còn nhanh và đẹp hơn, thế nhé. Duy ơi, đi ngủ đi con, khuya rồi đấy. Dạ. Tờ báo tường mình vẽ đâu rồi nhỉ? Duy ơi, nhanh xuống ăn sáng còn đi học con. Dạ. Rõ ràng hôm qua mình vẽ xong rồi mới đi ngủ mà. Duy. Ôi, các cậu đấy hả? Vẽ xong báo tường chưa? Chị mai nộp rồi đấy. Tất nhiên là xong rồi. Duy ơi, đi ngủ đi con. Dạ, con sắp xong rồi mẹ ơi. À, bắt được rồi nhá. Sao cậu lại tẩy hết tranh của tớ đi thế? Vì cậu vẽ sai hết cả rồi. Sai là sai thế nào? Tớ chẳng vẽ sai bao giờ. Cậu xem, cây phong này tớ vẽ chính xác đến cả chiếc gân lá. Rồi đây, trong lớp học, tớ vẽ đủ 31 bạn. Lớp tớ có 31 bạn mà lại. Cô giáo thì mặc áo dài đang giảng bài. Cậu bảo tớ vẽ sai chỗ nào? Nhưng trường cậu làm gì có cây phong? Thì tớ vẽ cây phong cho nó đẹp. Nhưng đó đúng là cây phong đấy, không sai đâu. Trường cậu có một cái ao nhỏ, trong ao có hoa súng màu tím mà. Nhưng màu tím tớ thấy đặt ở đây không hợp. Phối màu thế tớ thấy quê quê. Cậu vẽ bạn nào đây? Tân đấy, Tân ngồi đầu bàn. Trông Tân rất hiền lành mà, đâu phải thế này. Thế hả? Còn đây là ai? Là Minh. Minh mà gầy như con mâm thế này hả? Quả mơ. Cậu nhận vẽ báo tường chủ đề trường tôi, lớp tôi, mà cậu lại vẽ đâu đâu thì rõ là sai rồi. Chiều mai tớ phải nộp báo tường rồi, phải
phải làm sao đây? Kệ cậu. Tớ phải vẽ những gì thì cậu mới không tẩy đi. Cậu nhớ xem lại tân trông thế nào, minh trông thế nào. Cô giáo có đúng là mặc áo dài giảng bài không? Còn cái ao ở sân trường cậu, cậu đã bao giờ ra đó chơi chưa? À, có lần bọn tớ đứng chơi gần ao, tân bị trượt chân ngã xuống ao. Lúc lên bờ, trong túi quần cậu ấy có một con ếch. Rồi con ếch cứ nhảy theo cậu ấy về nhà, buồn cười lắm. Cậu hãy vẽ những gì thật cần gửi với cậu. Đây là báo tường mà, để trường mình lớp mình mà. Nơi đó đâu có xa xôi, nó ở ngay gần cậu. Tuy bình dị, mộc mạc, nhưng là nơi cậu cùng các bạn học bài, cùng chơi đùa, cùng vui vẻ. Tân ơi, Minh ơi, đợi tớ với. Duy hả? Các cậu ơi, báo tường ấy, tớ vẫn chưa tô màu xong đâu, tớ xin lỗi nhé. Thấy ra chơi, bọn mình cùng tô. Cảm ơn các cậu. Giống thật. Tân còn nhớ con ếch, bạn thân của cậu không Tân? Sao mà quên nổi. Nó theo tớ vào tận phòng ngủ. Tối đến là nó kêu, cả nhà tớ một dạng mất ngủ vì nó đó. Ơ, cậu đây này Tân, trông đúng là tớ thật, mày mũi sáng láng ghê. Còn cậu đây này, a ha, để tớ tô cậu mặc áo hồng nhé. Này, tớ có mặc áo hồng bao giờ đâu. Kệ cậu, tớ cứ tù thế đây. Không ai sống một mình được, chúng ta sống bên nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui, trách nhiệm, nỗi lo lắng, cùng chia sẻ những kỷ niệm và những nơi thân thương nhất của chúng ta. Mâu và Thuẫn. Tình hình chiêu mộ thêm binh lính đến đâu rồi? Thưa tướng quân, chúng ta đã có thêm 10,000 tân binh. Tháng tới họ sẽ chính thức gia nhập quân ngũ. Tôi đang gấp rút tiến hành chuẩn bị binh khí, quân trang cho họ. Tốt, thế phó tướng có gặp khó khăn gì không? Tôi đã chỉ đạo bộ phận hậu cần lo xong quân trang. Duy chỉ có vấn đề binh khí là cần xin ý kiến tướng quân. Phó tướng nói đi, ta nghe đây. Hiện nay, số binh khí trong kho không còn nhiều. Tôi đã tổ chức tìm kiếm thợ rèn giỏi rèn thêm để kịp thời cung cấp cho các tân binh. Xưởng rèn của người thợ tin cậy bấy lâu triều đình vẫn dùng vừa bị hỏa hoạn. Những thợ rèn cốt cán đều bị thương nặng, phải tĩnh dưỡng 1 năm nữa, may ra họ mới tiếp tục làm việc được. Binh khí tốt thì sinh mệnh quân lính mới được đảm bảo, khả năng chiến đấu mới được nâng cao. Phó tướng tìm được thợ rèn nào thay thế chưa? Theo chỉ dẫn của dân chúng trong vùng, tôi tìm được 2 xưởng rèn. Một ở phía đông, một ở phía tây, đều cách doanh trại chúng ta 5 dặm. Nhưng tôi chưa biết chọn xưởng rèn nào. Tướng quân có tài thao lược, kinh nghiệm sa trường hơn tôi, xin hãy chỉ giáo. Thế chất lượng binh khí của 2 xưởng rèn thế nào? Theo kinh nghiệm của tôi và đánh giá của dân chúng, thì chất lượng rèn 2 xưởng là như nhau, nên nếu chỉ chọn 1 xưởng rèn thì hơi khó ạ. À, ta hiểu. Để đồng nhất về thiết kế và chất lượng binh khí, chúng ta chỉ chọn 1 nhà cung cấp. Xin tướng quân hãy chỉ giáo. Chuyện này không thể trách phó tướng được, để ta lo. Nên chọn xưởng rèn uy tín, trung thực, đáng tin cậy hơn. Đa tạ, khi nào tướng quân chọn xưởng rèn, xin cho tôi theo để học hỏi ạ. Được, sáng mai phó tướng gọi lần lượt 2 chủ xưởng rèn vào gặp ta. Nhớ bảo họ mang theo binh khí mẫu. Gặp xong, ta sẽ quyết định chọn rèn ở đâu. Vâng, thưa tướng quân. Một cặp binh khí là 1 lạng vàng. 1,000 cặp binh khí, vị chi là 1,000 lạng vàng. Vàng này nhà ta phát tài rồi. Hôm nay mình sao thế? Tự nhiên lẩm bẩm như dở hơi ấy. Chưa gì đã nghĩ xấu cho người ta. Báo cho mình biết, nhà ta sắp có 1,000 lạng vàng rồi nha. Gớm, tôi biết rồi. 1,000 lạng vàng rèn binh khí cho triều đình chứ gì. Đừng mừng vội, ngoài xưởng rèn Đại Phong nhà ta, xưởng rèn Đại Phúc cũng được gọi đi gặp tướng quân đấy. Chưa gì đã ti toe, Đại Phúc mà được chọn, mình tha hồ xấu hổ. Chưa gì đã nhảy vào mồm người ta ngồi rồi. Tôi là tôi có cách nói với tướng quân để ngài chọn rèn binh khí ở xưởng Đại Phong nhà mình. Đại Phúc đâu đến lượt. Lại đây, tôi nói cho mà nghe.
Người đâu, cho mời chủ xưởng rèn Đại Phong vào. Kính chào hai tướng quân. Ta biết xưởng rèn nhà ngươi rất có uy tín. Trước khi tận tay kiểm chứng, ta muốn hỏi vì sao nhà ngươi tự tin rằng có thể rèn binh khí đảm bảo chất lượng cho quân triều đình. Thưa tướng quân, đây là chiếc thuẫn do xưởng nhà tôi rèn ra. Nó hết sức chắc chắn, bất kể vật gì cũng không đâm thủng được nó. Nếu đúng thế thì thật kỳ diệu. Còn đây là cây mâu vô cùng sắc bén. Bất kể vật gì, dù cứng rắn đến đâu, hễ đâm là xuyên qua. Mời tướng quân chiêm ngưỡng ạ. Bây giờ ta hỏi ngươi một câu nữa thôi. Nếu ngươi trả lời được thì ta giao cho xưởng rèn nhà ngươi quyền rèn binh khí cho triều đình. Xin tướng quân cứ hỏi, tôi sẵn sàng trả lời. Thế bây giờ, nếu dùng mâu của xưởng rèn nhà ngươi đâm vào thuẫn cũng của xưởng rèn nhà ngươi, kết quả sẽ ra làm sao? Sao? Không trả lời được à? Cái này, tôi... Nhà ngươi không trả lời được đúng không? Nghe nhà ngươi, ta đã biết là một kẻ tân bốc. Nhà ngươi vì một chút lợi mà ăn nói thiếu thật thà, tự mâu thuẫn với chính mình. Mau ra khỏi đây khuất mắt ta. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.